Vâng, xin chào mừng các trở lại với trang ký của người xưa. Ngày nay em lên một duy nhất một cái cơn mạ vàng thập niên 70-79 nhé. Vâng, và cứ giọng này em để rất nhiều, mà mỗi cây mỗi giá khác nhau, tranh nhau từ vài trăm vài triệu nhé. Trước khi vào kênh bác phải like xem nhiều, bác like xem nhiều em ra tốt. Và mỗi một dòng kính là em sẽ chia sẻ rất là tận tình tận tâm. Và cái này size 52 chiều ngang 13,8 nhé, sản xuất thập kỷ 1970-79. Cái kính này thì nó là ok lắm và tất cả xuất sắc nhé. Và size 52 chiều ngang 13,8 ạ. Và mỗi một cái kính này sẽ có giá khác nhau, chênh nhau từ vài trăm vài triệu nhá. Cái dòng này em về rất nhiều. Vừa rồi riêng cái dòng lô kính cơ này em về một số cây rất giống gần giống nhau và giá nó sẽ hơi khác nhau một chút xíu đấy nhá. Và em để chia sẻ luôn. Xoay vang cái gì ở gầm cầu dưới giữa đó là có chữ AO, nhất chữ AO nhá. Và đấy. Bác nhìn thấy rõ không? Và đây là chữ AO nhá. Đấy. Tiếp theo hai cái khác chiều là chữ 5 phần 2 All American Artisco đảo chiều nhau nhé, hai bên này nhé. Đấy, rất rõ ràng này. Đấy, bên này thế là đảo chiều này. Đấy, đảo chiều này. Đấy. Em che lại bên này tiếp đấy. Và con này size 52 chiều ngang 3,8 nhé, con này xuất sắc không điểm trừ nhé. Chuôi ve thì hơi ngả vàng theo thời gian 5 tháng và hơi ngả vàng thôi nhé, vàng không không phải ngả lắm đâu nhé, hơi hơi ngả vàng thôi. Đấy. Cái size 52 chiều ngang 3,8 đó đây là cái size phổ thông toàn bộ châu Âu cũng như châu Á. Đấy, em phải nói rõ luôn thế giới luôn đấy. Và cơn mạ vàng thập kỷ 1970-79, size 52 chiều ngang 13,8 nhé. Để trên góc của em hơn 20 năm bán tại nhà với Trinh thì bên em luôn luôn chính sách giá tốt, giá hợp tình, hợp lý, hợp lý với phương châm giao lưu vô chứng mua bán đôi khi thì hiếu. Và cái kính này có giá là 5 triệu 2 còn 5.200k, giá 5 triệu 2 5.200k. Các bác mua đâu mua nên lựa chọn bán lâu năm nó có thương hiệu Hà Nội Sài Gòn. Em và muốn xem chiếc kính cổ đồ cổ là 20 năm 3 năm, ngay cả địa chỉ số điện thoại đây gắn liền đến tường game tường song hành 25 năm một địa chỉ một số điện thoại dễ nhìn dễ tìm thấy. Các bác lưu những muốn kính cổ đồ cổ nên chọn địa chỉ và số điện thoại lâu năm gắn liền trên tường kim tường dễ nhìn dễ tìm thấy, còn tuyệt đối không mua có số địa chỉ khuất khó nhìn khó tìm. Đặc biệt ngày nay rất nhiều tượng bán coi như là không địa chỉ đúng không, hoặc sử dụng rất nhiều sim số điện thoại bui ban 236 38 39 tứ quý năm, nhưng mà khi hỏi địa chỉ bắt đầu nhắn tin inbox địa chỉ rồi nhắn tin qua Zalo địa chỉ đặt hàng online mua bán rất rủi ro đấy. Em đã phân tích rất nhiều rồi. Ngoan kính đồ cổ nên chọn trai am hiểu về tất cả kính đồ cổ, không nên chọn gái, bởi vì sao? Bởi gái thuê bán 2% chỉ vài tháng vài năm ủ tối quyền mất tăm hơi. Thì em từng kể câu chuyện thập niên 99 2000 mà em khi mua kính cổ đồ cổ có rất nhiều người phụ nữ, chị em phụ nữ trong Nam và Bắc đều có, nhưng mà khi mà thấy em thấy thời điểm đấy là buôn kính cổ đồ em, nhưng mà chỉ được vài tháng vài năm em thấy sau chuyển sang bất động sản rồi là thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hay là bán quần áo online, chứ còn bán quần áo thì mới bán quần áo thôi, bán quần áo mở cửa hàng nhưng mà sau đó cũng bán online đấy. Thì tức là mỗi một người họ sẽ có cái cách chọn đi riêng, nhưng mà khi mà cái lựa chọn về cái kính cổ đồ cổ đầu tiên em thấy là những người đấy họ thông thường ăn chia xong họ là toàn bị biến mất tăm hơi, mà cái chiêu thức của người ta là bây giờ giống hệt nhau, đó là hay sử dụng cái sim số đẹp đấy, đuôi là toàn 3 con 2 3 6 3 con 9 để tứ quý 5 tứ quý 8 3 con 8 vứt đi hết, mà không 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 em những người mà sử dụng một cái sim số đẹp là đa phần đánh bóng tên tuổi thương hiệu thôi. Còn những người em thấy nhiều người cán bộ to em thấy họ cái sim số họ cũng rất là bình thường, thậm chí ngay cả những người bên là bên Vinaphone Mobifone họ làm cái chức vụ rất to bên Vinaphone Mobifone em biết được cái số điện thoại cũng rất bình thường đấy. Thế còn những mà người mà bán cái gì đó đồ ao nhưng mà chỉ mỗi số điện thoại nhưng mà không địa chỉ thì số sim toàn sim số đẹp đấy, thế phải lưu ý vấn đề đấy. Vâng, đấy là góc độ chia sẻ quan điểm thôi, không lớp về đời đâu, bởi vì những gì công tác nước ngoài em rút ra và em biết được em chia sẻ lại. Ngay cả cái bộ như là điện thoại nháy máy công cước, điện thoại mọi hạng danh, hay như là cái đợt vừa rồi thì làm về cái vấn đề rất nhiều bác cũng hỏi em nhắn tin gọi điện là bảo sao không thấy lên video về cái vấn đề bảo hiểm nhân thọ. Thực ra cái bảo hiểm nhân thọ thì gì nói thì mất nhiều thời gian lắm, nếu mà em không có thời gian, nếu như em có thời gian xin lỗi các bác nhé, là em sẽ lên hẳn video để bóc phốt bộ bảo hiểm nhân thọ ngay, nhưng mà em rất bận. Cho nên là sau những cái video này thì em sẽ nói ở phần cuối, chia sẻ cuối để cho một số bác nếu có muốn tìm hiểu về cái bảo hiểm nhân thọ thì có thể nắm bắt được và hay cũng như là phòng tránh tránh được cạm bẫy cái rủi ro của cái bảo hiểm nhân thọ nó răng ra.
Vì sao? Các bác muốn, nếu bác muốn mua bảo hiểm nhân thọ để đề phòng rủi ro sau này có tuổi hoặc cho người già, người trẻ, người thân trong gia đình, thì các bác phải sửa đổi hợp đồng. Nếu muốn mua bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm là phải sửa đổi hợp đồng. Hợp đồng của nó bảo hiểm rất dài, nó từ 50 đến 100 trang, thì nhiều khi các bác không đọc, đúng không ạ? Thì lưu ý nhé, các bác hãy xem phần A là phần của bên bảo hiểm thọ, B là của cá nhân các bác. Thì phần A các bác gạch đi, bác bảo sửa hợp đồng là gạch đi, bởi vì nó hay làm cái bất lợi cho các bác đấy, bất lợi cho bên B đấy, bởi vì nó sẽ cho nó có cái gọi là cái từ ngữ chuyên ngành của bảo hiểm, thì nó lại có lợi cho bên bên A là bên bảo hiểm nhân thọ, thì nó bất lợi cho bên B là bên các bác muốn mua bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi về già, về sau này trận để chẳng may có khi rủi ro về vấn đề gì đấy, con cháu được hưởng cái quyền lợi, hoặc là bố mẹ hay cái cha mẹ anh em gì đấy, thì các bác lưu ý là phải nên sửa đổi hợp đồng. Còn nếu đã không sửa đổi hợp đồng thì không mua. Sửa đổi hợp đồng như nào? Sửa đổi rất đơn giản bác, anh nào là các bác là nếu không may xảy ra tai nạn, rủi ro, bất kỳ rủi ro cái gì, thì chỉ cần hồ sơ bệnh án và giấy tỷ lệ khám thương tật phải đền bù ngay trong vòng 24 giờ. Các bác chỉ đúng chốt em đúng dòng đấy thôi. Còn các ý trên, ý bên A là bên bảo hiểm nên họ bác gạch hết cho em. Gạch từ trang thứ 1 đến trang, tất là tất cả từ một trang 1 đến trang 50 trang hay 100 trang, nó đều có một nửa là bên A, một nửa bên B, có nghĩa là ba dòng đầu, bốn dòng đầu là bên A, xong ba dòng tiếp theo là bên B, và tiếp theo đó là 10 dòng bên A, 10 dòng bên B. Thì cái phần cái ý bên A thì các bác gạch đi, để lại phần bên B bên mình thôi. Đấy. Và các bác chốt với nhau, chốt với nhau cái dòng cuối là tất cả không may bị tai nạn, rủi ro thì bên A không được yêu cầu giấy xác nhận của cái nơi xảy ra tai nạn, như là ví dụ như là xảy ra tai nạn rất phức tạp, chẳng hạn ví dụ đi các bác, một ví dụ như là bên B đi ra đi công tác Cà Mau đúng không? Bây giờ đi Cà Mau, bây giờ các bác ở Lai Châu, Hòa Bình đi, Lai Châu, Sơn La đi, thì bác phải bay về Hà Nội đúng không? Chẳng hạn gãy tay gãy chân đúng không? Bay về Hà Nội có việc gấp đúng không? Thì bây giờ bác muốn bảo hiểm thì bác bên bảo hiểm rất quái vật là nó sẽ bảo là phải yêu cầu xác nhận của cái chỗ tai nạn là công an thông và công an phường của cái chỗ thành phố Cà Mau đấy. Thì xin lỗi bác rằng nếu các bác làm được cái thủ tục đi đi về về thế rất tốn kém, rất rất nhiều chi phí, thì lục tốn của Trung Quốc nó gọi bằng cụ, vì bảo hiểm nhân thọ được đánh giá, bảo hiểm nhân thọ Việt Nam được đánh giá là cao cầu đấy, cho nên là nó đến khi mà xảy ra sự việc thì nó lại sử dụng phương án lục tốn. Các bác lược bỏ ngay cái khâu đi, có nghĩa là không được yêu cầu xác nhận của cái chính quyền địa phương, xác nhận của nơi bị tai nạn hay xảy ra nạn. Chỉ có một ý duy nhất là chỉ cần hồ sơ bệnh án và giấy khám tật là bên A phải bồi thường ngay lập tức trong vòng 24 giờ. Tại sao em nhấn mạnh như thế? Bởi vì này, khi những năm tháng đó ở ngoài ấy, thì bản thân em, tức là anh em người nhà bên nước ngoài ấy, thì là em cũng đã chứng kiến là có nghĩa là như nào? Có nghĩa là bảo hiểm bên đấy ấy, họ chi trả rất hay ở cái chỗ là trong vòng 24 giờ. Chẳng hạn ví dụ đi xảy ra tai nạn nhá, đúng không? Thì bên khi bên nhân viên bảo hiểm đấy nó đến tại bệnh viện, nó kiểm tra hồ sơ bệnh án và giấy chứng thực, sau đó nó email về ngay cho công ty và ngay ngày hôm sau nó sẽ mang tiền đến, một là tiền mặt, hai là chuyển khoản. Rất hay, mà cách đây là mười mấy năm, phải gần 20 năm trước nó đã làm, tức là bên nước ngoài họ đã làm được như thế rồi đấy, tức là cách đây khoảng mười mấy năm, em nhớ là cách đây mười mấy năm, phải 15 16 năm gì đấy, lúc đấy là em có việc công tác bên nước ngoài, thì là em chứng kiến một cái sự việc sự vật như thế. Nó rất hay ở chỗ là nó chỉ trong vòng 24 giờ nó giải quyết được ngay. Nhưng bảo hiểm Việt Nam là amateur. Tại sao nói amateur? Công ty chuẩn chỉ đến trên đốt ngón tay, trên một bàn tay. Còn đấy, em chỉ nói luôn, đến trên đốt ngón tay, trên một bàn tay. Còn lại nhá, toàn amateur, amateur. Để đăng giấy đăng ký kinh doanh của công ty bảo hiểm nội Việt Nam nó chỉ có khoảng ba mấy công ty. Còn lại toàn những công ty, rất nhiều công ty có không có giấy phép. Mà những công ty giấy phép, các bác nào mà tham gia thì cái độ rủi ro, chẳng may có sự xảy ra tranh chấp gì thì thiệt thân đầu tiên. Cho nên đây là cái góc độ chia sẻ để các bác nắm bắt được, bởi vì có những anh hỏi em vấn đề này, tức là sao em không có bảo hiểm thọ đấy, em lên video trong cảnh báo cho mọi người biết, nhưng mà em sẽ lên ở cuối những cái video của những dòng kính để các bác nắm biết được. Bác nào có thể là xem nhiều kênh của em, các bác có thể biết hiểu sâu rất rõ về kỹ năng sống cũng như là mặt trái xã hội như thế nào đấy. Đây là em chia sẻ đó, nhưng không có cái câu like câu view gì cả, bởi vì là một số bác cũng có nhắn tin gọi điện hỏi cho em vấn đề này vấn đề này kia, ngay cả cái điện thoại mạo danh hay lan đột biến hàng ngày trước vạch cục đường cũng hỏi em vấn đề đấy. Thì hôm nay thì em cứ chia sẻ luôn, còn nếu có thời gian thì em sẽ làm video riêng.
Vâng, một lần nữa rất cảm ơn dành thời gian xem video. Bác nào chưa kênh, nút đăng ký kênh của khoa video. Và cái kính này có giá 5 triệu 2 nhé. Và cơn mạ vàng thập kỷ 19 nhé. Xuất sắc nhé, cái này cũng điểm trừ nhé. Và rất cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.